Hello, xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay con test con đầu tiên của 2023 nha. Takisawa trong tầm 900 hầu rời tay thuần luôn nha. Con này có thay máy tay nhông, này đi theo máy có hai trái nha, có tay xích chấu, tay xích dao. Takisawa dài 2m1 trong tầm 900 lỗ 53, có băng 400, quay dao 203, mâm cặp 203 luôn, ba cháu thuận, điện 3 pha 308, ngày qua hậu tới 650, ngang băng 320, điện 3 pha 308, có xe mát nha. Rồi, hoạt động luôn, băng bồng ok, ngày đảo chiều, 3 pha đảo chiều. Đồng 6 cấp. Nhớ cái châm lên rồi nha. Này răng với trên này có 3 trái rồi nè. Có thằng 2 trái. Ngàn rưỡi, tóc ngàn rưỡi nha. Nãy là 508. Tóc nhanh nhất là rưỡi, chậm nhất là 84. Test các số đi, rồi lát test rang từ đồng sau nha. Anh em lúc nào xem hết clip nha. Rồi anh em xem xong rồi hỏi tiền rang từ đồng 927. Này 6 tóc đều em nha. Giặc qua chậm 132, 201, như tóc 84 nữa. Bên kia nó bắn lên ồ ồ nha, 84. Con này 1965. Bản gen thì đây. Cụ thể chi tiết thì anh em nhắn Zalo thì em gửi chụp bản gen gửi hình đang tự động. Tự động bằng dưới. Kéo ra tự động bằng trên. Chuyển răng là chuyển ở đây, gạt qua răng ở giữa rồi răng trái phải thì trên này thôi. Chờ vô băng bàn này còn đẹp nè, băng bàn còn đẹp này, trái nè, chuyển ra trái nè. Cái này mình để đảo chiều cũng được, đảo chiều điện nó qua lại. Đó. Đang chờ ra, đảo chiều điện luôn. Đảo luôn. Đảo chiều vô. Mình đang chờ vô lại. Mình cho tiền ren lẻ. Băng bàn thì ok. Còn ok. Chỉ sức nhẹ, tôi quay lên cái tay quay bự rồi thoải mái. Ôi, anh em có nhu cầu con này thì thích con này ở dưới alo đầu năm nha. Cái này giá để trên tiêu đề nha nè. Anh em đang về hai con, một con Tuda 600 nè, con này chưa hoạt động chưa chạy nha, anh em có thể sang tay hoặc là chạy nha. Với một con Kajen Veo gì nè, của Nhật luôn nha. Con này trong tầm 750, con này tướng to lắm nha nè. Nhìn nhỏ vậy chứ tướng to lắm nha, con này nàng tấn rưỡi đó nha. Này BS gì, này đang nghiên cứu. Con này đường ren mà không giúp nhông à. 360 HPS. Này của Japan Nhật luôn nha. Rồi, có cái nắp bật ra mà. Nghiên cứu.
Con này to chà bá luôn nha. Con này cũng chưa chạy nha. Anh em có thể sang tay hoặc là bao vòng bao chạy, ủ động 2 cấp độ luôn nè. Clip sau em sẽ up từng con một, chi tiết từng con một cho anh em biết nha. Này em quay sơ sơ vậy thôi. Anh em có nhu cầu có tay kia sơ qua này thì có gì alo rất sớm nha. Em sẽ xem video, xin chào tạm biệt nha. Anh em có may móc nào còn sử dụng được, có gì muốn nâng cấp lên đời trao đổi nha, em hỗ trợ trao đổi nha. Rồi em xin video, xin chào tạm biệt.